Thưa quý vị, vừa qua, Chính phủ đã có công điện đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết 3 luật, gồm luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản để triển khai ngay sau khi Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1 tháng 8, thay vì mốc từ đầu năm sau. Luật nhà ở đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia phát triển nhà ở. Trong đó, quy định nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận nhường chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của luật đất đai sẽ không phải thông qua đấu giá, đấu thầu. Về nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội, được ưu đãi tối đa 20% tổng diện tích đất ở hoặc 20% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án để xây dựng công trình, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại theo chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận. Bãi bỏ quy định về điều kiện cư trú khi mua, thuê mua nhà ở xã hội khi còn điều kiện về nhà ở và thu nhập để giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội.